Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình lại vào bếp và chia sẻ tới các chị và các bạn cái cách nấu bún bò sườn xíu quát. Với chia sẻ của mình ngày hôm nay thì cái cách ninh nước lèo đơn giản tại nhà, nhưng mà cái hương vị thì giống ngoài hàng quán lắm ạ. Nếu mà bạn nào chưa biết cách làm và muốn tham khảo một cái cách nấu mới thì có thể tham khảo video của mình ngày hôm nay nhé. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có 1 ký xương bò nè. Mình có 1 ký xương bò. Rồi mình sẽ có 1 trái thơm nè. Mình có sả. Mình có hành tây. Rồi mình có thịt bò bắp mình đã xắt nhỏ ra rồi nha. Ở bên đây thì mình sẽ có chả lá. Nguyên liệu không thể thiếu trong món này đó là mắm ruốc. Tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi. Đầu tiên thì mình sẽ đi sơ chế cái phần xương và cái phần xương bò ha. Rồi mình sẽ nấu một cái nồi nước, mình cho muối vô nè. Thêm một cây sả tiếp theo vô và một củ gừng đập dập mình thả vô cái nồi nước này luôn. Bây giờ thì cái phần xương xí quách nè và cái phần xương bò mình đã chặt ra miếng vừa ăn rồi, thì bây giờ mình sẽ cho tất cả vô và mình sẽ chần sơ qua thôi. Ở đây chúng ta chỉ cần chần sơ qua để cho nó loại bỏ những cái váng, những cái dơ của cái miếng xương bò và cái xí quách bò. Nó làm cho cái nước dùng của mình nó sẽ trong hơn trong quá trình các anh chị và các bạn ninh nha. Rồi sau khi các anh chị và các bạn cho vô rồi thì chúng ta sẽ nấu giống như kiểu cho nó gần sôi trở ngược lại. Thì chúng ta sẽ mang đi mình rửa sạch nhiều lần với nước. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tắt bếp và mình sẽ không có nấu quá lâu nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ mang đi rửa sạch nhiều lần với nước và mình sẽ để cho cái sườn bò này nó ráo nước. Sau khi mà mình rửa sạch rồi thì ở đây mình có cái xí quách và cái sườn của mình rất là ngon nè. Nó có một cái lớp mỡ rất là hấp dẫn luôn. Thì những cái xí quách và cái sườn bò như thế này á, thì mình ninh nước lèo nó sẽ ngon hơn và nó có cái độ béo ngọt hơn nhá. Đó, cái phần xương và cái phần xí quách mình đã chặt ra những cái miếng vừa ăn, không quá to và cũng không quá nhỏ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ tất cả vô nồi áp suất. Ở đây thì mình sẽ bỏ một cái bó sả nè, thêm một củ hành tây mình chẻ chữ thập ở trên. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho nước vô. Và cái lượng nước thì các anh chị và các bạn cho vừa đủ ngập cái phần xương sườn và cái xương bò ha. Rồi mình nêm vô đây là 1 muỗng canh đường phèn, 1 muỗng canh hạt nêm. Đó, các anh chị và các bạn cứ cho nước vô, tại vì cái tỷ lệ nước ở đây thì mình sẽ nấu nhiều hơn, nên trong cái nồi áp suất này thì mình cho vừa đủ thôi, không thôi nó bị tràn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình ninh. Nên ở đây thì mình ninh cỡ tầm 40 phút là cái phần xương và cái phần xí quách nó ra nước ngọt và nó rất là ngon. Kế tiếp mình bắt lên bếp một cái chảo và mình cho sả ớt vô mình xào. Bây giờ thì mình sẽ xào cái phần sả ớt này cho nó thơm vàng lên nhé. Kế tiếp thì mình sẽ cho vô đây là 1 muỗng canh dầu màu điều. Dầu màu điều sẽ có tác dụng giúp cho cái nước dùng của mình nó lên cái màu đẹp và chuẩn cái bún bò Huế hơn đấy ạ. Sau khi mà mình cảm thấy sả ớt đã thơm vàng lên rồi thì chúng ta sẽ cho vô đây là 1 muỗng canh mắm ruốc. Mắm ruốc ở đây là mắm ruốc mà người ta xay nhuyễn đó rồi nha. Các anh chị và các bạn có thích là dễ dàng tìm mua ở trong tất cả các cửa hàng siêu thị hoặc Bách Hóa Xanh đều có bán. Mình nên sử dụng cái mắm ruốc mà nó nhuyễn như thế này thì xào lên nó rất là thơm. Rồi quay qua thì cái nồi áp suất của mình đã ninh được 40 tới 45 phút rồi. Thì chúng ta thấy nè, mở cái nồi áp suất ra cái nước dùng rất là trong luôn và cái xương và cái phần xíu quách nó vừa mềm tới cực kỳ ngon. Bây giờ thì mình sẽ lược qua một cái nồi nhé. Mình vớt cái xíu quách và cái phần sườn á, mình bỏ ra ngoài. Và cái phần nước thì các anh chị và các bạn sẽ lược qua cái rây như thế này để cho cái nước lèo của mình nó sẽ trong hơn nhé. Cái phần bỏ sả các anh chị và các bạn cho vô cái nồi nước ở dưới luôn nha. Mình đừng có bỏ đi, tại vì mình sẽ nấu thêm một chút xíu nữa cho nó ra cái mùi thơm của sả. Kế tiếp thì chúng ta sẽ tiến hành mình cho vô đây cỡ tầm một ít nước nữa. Và tổng lượng nước ở đây mình nấu có tầm phải 4 lít rưỡi đó. Rồi mình sẽ cho một trái thơm. Mình trái thơm với các anh chị và các bạn sẽ chia ra làm đôi nha. Rồi mình sẽ nấu cho hỗn hợp nước này nó sôi lên. Sau khi hỗn hợp nước đã sôi rồi thì mình sẽ cho cái phần mắm ruốc và để mình xào sả ớt mình cho vô nha. Sau khi mà mình cho cái phần mắm ruốc vô rồi thì mình sẽ tiến hành mình nêm cái nồi nước dùng của mình. Lúc này thì các anh chị và các bạn sẽ nêm điều chỉnh lại cho phù hợp với 1 muỗng canh hạt nêm nè, nửa muỗng canh đường phèn, 1/3 muỗng canh muối. Và mình sẽ canh chỉnh lại cho phù hợp và phù hợp với cái lượng nước mà các anh chị và các bạn muốn nấu nha. Ở đây thì cái nước của mình nấu nó vừa nó ngọt, nó đậm đà nhưng mà nó ngọt thanh nhé. Rồi kế tiếp thì các anh chị và các bạn cái phần sườn bò và cái phần xí quách sau khi mà mình vớt ra rồi á thì mình bọc lại cho nó không có bị đen nè. Rồi bây giờ trước khi ăn thì các anh chị và các bạn sẽ thả nó vô nha. Mình thả vô như thế này để cho cái sườn và cái xí quách của mình nó sẽ nóng hơn và khi mà mình ăn nó sẽ ngon hơn nhé. Và cái phần còn lại thì mình nên đậy lại như thế này để cho trong quá trình mình chưa có ăn tới nó không có bị đen cái miếng thịt của mình. Rồi quay qua thì rau mình chuẩn bị ở đây mình sẽ ăn kèm với giá nè. Rau chuối bào, bắp chuối đó ạ.
Rồi mình sẽ có rau muống bào nữa nha. Rau thơm thì các anh chị và các bạn sẽ có rau húng cây, mình gọi là húng cây đó. Và mình có chanh nè, có tắc nè, có ớt nè. Và rau thơm thì có húng cây và quế nha. Rồi mình sẽ có hành lá. Ở bên đây á, thì mình có chuẩn bị một củ hành tây, mình bào cho thật là mỏng, mình đang ngâm trong hỗn hợp nước lạnh thôi. Mình không có ngâm trong nước đá gì đâu. Mình ngâm nước lạnh để cho nó bớt cái mùi hăng nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một cái tô bún bò hoàn chỉnh bằng cách là mình sẽ chần cái bún bò của mình á vô cái nước sôi như thế này. Thì khi mà các anh chị và các bạn cho miếng giá và miếng bún lên trên á thì mình sẽ chần như thế này sẽ giúp cho cái tô bún của mình trong quá trình mình ăn á nó sẽ nóng lâu hơn và cái rau á, các loại rau ở dưới nó sẽ chín đều ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ ra mình bày trí nè, mình cho sườn bò, xíu quắt và bắp bò, cái thịt bắp bò đó và mình chan nước vô, hành ngò và cái hành tây á mình cho lên. Đặc biệt trong cái bún bò này thì các anh chị và các bạn phải có nhiều hành tây nha và nước dùng thật là nóng, các anh chị và các bạn chan vô cái phần thịt tái đó, mình chan vô. Thêm một chút xíu tiêu là chúng ta đã hoàn thành xong cái tô bún bò sườn xíu quách ngày hôm nay rồi ạ. Các anh chị và các bạn nhìn vô có thấy thèm không ạ? Có thấy hấp dẫn không? Cực kỳ hấp dẫn luôn đó. Nấu thử đi, với cái cách chia sẻ này thì các anh chị và các bạn ăn giống như hàng quán có tầm 80-90% luôn đó và hương vị sẽ cực kỳ lưu luyến. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm bún bò sườn xíu quách đơn giản tại nhà. Hy vọng rằng với cái chia sẻ này sẽ cho các anh chị và các bạn một tô bún bò hoàn chỉnh nha. Có những góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bà nội trợ tại nhà có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi, kênh bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.